là Trần Tính Drummer, giáo viên dạy trống tại Woody Music. Xin chào các bạn đã quay lại với series 10 bài tập trống căn bản. Hôm nay chúng ta sẽ đến với lesson 10, cách hình thành lining fill. Bài tập warm up level 2, bài tập khởi động level 2 đó. Và một số câu fill linear. Cuối cùng là các ký hiệu lặp lại. Phần 1, lining fill là gì? Lining fill là một câu báo tuyến tính, thẳng và liền mạch, không bị ngắt đoạn. Cách thực hiện một lining fill thì ta chơi cắt trống xen kẽ với nhau. Đặc biệt lưu ý là không được chồng các nốt trống với nhau. Ví dụ cắt trống là snare kick nè, rồi tom, đây là cắt trống nha. Còn cymbal thì mình không có tính, không chồng các trống lên nhau. Ví dụ như là đây là chồng, mình sẽ chơi xen kẽ các trống. Ví dụ như là rồi, cymbal thì ta sẽ chơi cymbal ở cuối lining fill, không được chơi cymbal ngay trong giữa lining hay bất kỳ vị trí nào trong cái lining. Ví dụ như là chỉ chơi cymbal, crash cymbal ở cuối cái lining thôi. Rồi, có thể đạp hi-hat, giữ nhịp hi-hat nè trong toàn bộ cái lining của mình. Có thể dùng bell cymbal, splat, bell cymbal nè, splat nè, đó, trong toàn bộ lining. Ví dụ là chơi xen kẽ với nhau. Hoặc là ở vị trí kick thì ta có thể chen vào slap, hoặc là bell, hoặc là hi-hat. Riêng slap, bell với hi-hat thì ta có thể chen kick vào. Tiếp theo chúng ta đến với bài tập warm up level 2. Bài tập này là bài tập khởi động giúp chúng ta chơi tốt hơn các row sitting note và lining fill. Thì bài tập này chúng ta sẽ có 5 bước. Thứ nhất là bước 1 là một tay một chân. Hoặc là tay trái cũng được. Rồi, bước thứ 2 á là hai tay một chân. Rồi, bước thứ 3 là hai tay hai chân. Hoặc là đảo ngược tay lại. Rồi, bước 4. Ba tay một chân. Hoặc là đảo ngược lại. Rồi, cuối cùng thì ta sẽ bước thứ 5 là chúng ta sẽ ghép 4 bài trước lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô thực hành bài 1 trước nha, bước 1 trước nha. Nhưng mà chúng ta sẽ thực hành theo vị trí kim đồng hồ. Rồi, bước 1. Rồi, bước 2. Rồi, bước 3.
Rồi, bước 4. Rồi, bước 5 là kết hợp 4 bài lại với nhau. 1, 2, 3, 4. One, two, three, four. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ cho mình một subscribe và like. Nếu các bạn có những thắc mắc hoặc là đóng góp gì thì để lại cho mình bên dưới phần comment nhé.